Rồi, hello anh em ha. Hôm nay là chiều ngày 8 nha. Theo yêu cầu của anh em thì chiều nay em quay lên cho anh em xem một cặp Asia Pakistan nha. Tầm 3 tháng nha anh em. Nhưng mà mấy con này nó chẳng có lớn ký nên gà nó rất là lớn rồi. Con trống là tới 1,4 kg rồi nha. Con mái thì 1 kg. Mới có 3 tháng thôi nha anh em. Con trống này là đen nguyên con luôn nha. Còn mái này mái xám điều. Chàng con trống này nó khoảng tầm, nó rơi vào tầm 3,3 kg tới 3,5 kg nha anh em. Con mái này thì tầm 2,2 kg, cỡ tầm đó. Một cặp ha. Cặp này mang mã số 1 nha anh em. Cặp này thì em để giá là 3,5 triệu nha. 3,5 triệu cặp này. Đó, form dáng cao nha anh em. Đồng Nai thì bắt đầu nó vô cái mùa nóng rồi. Đầu là buổi trưa là nó nóng kinh khủng lắm. Vừa ra Tết xong cái là nó nóng liền à. Phẩm dáng ok lắm nha. Con này ở đen nguyên con luôn. Không có lem miếng nào hết. Cái con mã số 2 kia thì nó lại ra mã chuối rồi. Cặp này cho anh em về làm nọc và quá là ok luôn nha. Nhìn cái cổ nó dài một khúc luôn nha anh em. Đợt này thì em lên được 2 cặp à, không có nhiều luôn. Nếu mà em muốn bắt số lượng hơn nữa thì chắc phải 2 tuần tới 3 tuần nữa em mới có gà lại. Giờ tạm hết rồi. Được lựa được những con gà này em thấy nó ok, nó đẹp nhất rồi thì em mới quay lên cho anh em á. Chứ còn 3 tuần nữa mới có gà lại nha. Do đợt trước Tết là anh em vét dữ quá, vét hết sạch luôn. Với lại em nghỉ Tết dài nên em gà hơi nhỏ nhỏ em cũng chia cho anh em luôn. Nên bây giờ nó lớn không có kịp. Rồi cặp này thì 3,5 triệu ha, giá trên bao ship cho anh em luôn. Rất là phù hợp cho anh em mang về pha máu làm giống ha. Như dòng Pakistan này hiện tại thì nó rất là hot rồi. Nó hot ngang ngựa hay nó có thể nó hot hơn cái dòng Peru luôn á.